bọt, đầu tiên là tảo bọt. Phải là thật lòng cái tay ra này. Là kéo, kéo đường này, càng dài càng tốt. Có hai cách gải, một là gải bằng thịt đằng sau, hay là gải bằng thịt đằng sau. Mình người ưa nhẹ. Gải bằng thịt đằng sau luôn. Có thể là mình chỉ đi bằng bên này này. Hai là bằng móng. Móng mình hay đâu. Gại là nhớ là không được chưa chỗ nào cả, chỗ nào cũng phải gại, sót chỗ nào là ngửa chỗ đó, rất bị. Biết đâu là một tay giữ chán, một tay gại để đợi bị rung đâu này. Luôn, em giữ luôn. Nước đầu tiên chỉ cần gãi qua cho sạch cái đầu đã. Và thứ hai là tảo bọt nhiều lại nó dễ gãi hơn.
thấy từng đường đi ra, đi gãi mà thấy từng đường tắt rõ ràng. Nó cắn mình bị mũi, không bị đau. Kéo càng dài càng thích.
nâu bóng giả mát á. Để ý này, quật tóc này, là quật cho dầu xả nó ngập lại này, xong rồi là từ từ luồn tay vào này, luồn tay vào ngựa, lọc lọc cái tay đã là nó không bị đau. Rát trên đầu lục đúng chỗ mô tả chỗ đó, đúng chỗ đó, dễ chịu chỗ đó, này có chỗ mổ được, không có huyệt nhất định, không cần huyệt nhất định, đúng chỗ mổ thích hết, để có chỗ mổ thấy dễ chịu. Hai cái tay ngón cái làm trụ này, còn tạm ngón tay còn lại là di chuyển. Đưa đi về buồn ngủ mà.